chiều ngày 17 tháng 7, gia đình của thiện nhân quán quân The Voice Kids đã có buổi gặp gỡ truyền thông để nói về lùm xùm vừa qua. Bà Hồ Thị Tân, mẹ thiện nhân bật khóc nói, nữ ca sĩ là người yêu thương gia đình nhưng thời gian gần đây đã thay đổi tính cách. Là mẹ, tôi chỉ mong con quay về, không ai khác trong gia đình trách con cả. Những lời con nói, gia đình nghe chỉ thấy thương, chứ không trách hay giận hờn gì. Mong cộng đồng mạng đừng nặng lời với con gái tôi, bé thiện nhân còn nhỏ và khờ dại lắm. Cũng mong mọi người đừng mắng anh chị của nhân. Theo bà Tân thì người tên NT không thật thà, nếu tôn trọng và yêu thương gia đình thiện nhân thì sẽ không có cách hành xử gây tổn thương như thế. Với thông tin thiện nhân bảo rằng bị người nhà đánh, chị Bích Lê, chị năm của nữ ca sĩ thừa nhận có tát thiện nhân một cái. Anh Tư Thanh Cần cũng từng một lần đánh thiện nhân, tuy nhiên theo lời chị Bích Lê, đây chỉ là hành động bộc phát trong lúc quá nóng giận. Đồng thời chị Bích Lê cũng kể ngày thường luôn quản lý em gái rất chặt, việc này xuất phát từ tình thương và sự lo sợ em gái gặp người xấu. Riêng thông tin chị gái và anh trai không đi làm để thiện nhân gánh vác kinh tế suốt 8 năm qua, anh Thanh Cần chia sẻ, việc anh không có công việc ổn định là hoàn toàn đúng. Phần lớn thời gian của anh là dành cho việc hỗ trợ, đưa đón, giúp đỡ em gái đi học và đi hát. Giữa lúc hậu Thủy Tiên và Quang Linh Vlog ngày càng thân thiết, có nhiều hành động ngọt ngào dành cho nhau, thì đã đến thời điểm nàng hậu phải ra về khi hoàn thành hoạt động từ thiện ở Angola. Tất nhiên là Quang Linh đã tiễn Thủy Tiên ra sân bay và cả hai có những hành động khiến cộng đồng mạng hết sức thích thú. Quang Linh Vlog vô cùng chu đáo khi luôn xếp hành lý hộ Thủy Tiên, nhưng gương mặt của anh chàng không giấu được vẻ buồn bã. Trong khi đó, nàng hậu cũng rất bị dị khi qua cửa hải quan vẫn quay lại ngoái nhìn Quang Linh Vlog và bạn bè. Có thể nói, lâu lắm rồi Vbiz mới có một cặp đôi được khán giả ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Mong Quang Linh Vlog và Thủy Tiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý mà vẫn giữ mãi được tình bạn đẹp. Mới đây, trong đêm chung kết Miss Grand United Kingdom năm 2022, hoa hậu Thủy Tiên đã trao vương miện cho người đẹp Sophia Mayer. Sophia sẽ đại diện cho nước Anh tham dự cuộc thi Miss Grand International năm 2022 được tổ chức ở Indonesia vào tháng 10 tới. Tân hoa hậu Hòa Bình Anh năm nay 23 tuổi, sở hữu body nóng bỏng, mái tóc xù cực kỳ cá tính, phóng khoáng và chiều cao khủng 1m81. Sophia đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang ở Rochester. Nhan sắc của Sophia được đánh giá rất phù hợp với tiêu chí cuộc thi Miss Grand International. Vượt qua 29 thí sinh của top 30 chung cuộc, người đẹp Nông Thúy Hằng đã giành vương miện hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, tân hoa hậu Nông Thúy Hằng từng PR web phim 18+. Ngoài ra, Thúy Hằng còn khoe ảnh tin nhắn khi được một người đàn ông có tên nước ngoài chuyển cho số tiền lên đến vài trăm triệu đồng chỉ để tiêu vặt. Thông tin này khiến nhiều người đặt nghi vấn Thúy Hằng có quan hệ tình cảm với đại gia. Trước luồng thông tin tiêu cực, Nông Thúy Hằng nói không khóa trang cá nhân như nhiều hoa hậu sau khi đăng quang. Mỹ nhân người Tây cho biết cô sẽ chọn cách giải thích trực tiếp, không trốn tránh. Mạng xã hội là nơi thể hiện quan điểm cá nhân. Tôi nghĩ nếu mình không làm gì sai, không làm gì khuất tất thì sẽ chẳng cần phải khóa trang cá nhân sau khi đăng quang. Người đẹp cho biết video được cho là quảng cáo web phim 18+ từng được nàng hậu chia sẻ trên kênh TikTok, chỉ quay mỗi gương mặt của cô và caption chú thích có nội dung hài hước, chia sẻ nội của cô chỉ với mục đích đùa vui, hoàn toàn không tuyên truyền nội dung đồi trụy. Về tin đồn cặp kè với đại gia đã có vợ, Nông Thúy Hằng khẳng định tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nào với một người đã có gia đình, thậm chí đại gia lại càng không. Tôi cũng đã có người yêu và cả hai đã bên nhau được vài năm rồi. Cũng trong cuộc trò chuyện, Nông Thúy Hằng phủ nhận tin đồn mua giải. MC Thanh Minh Huyền vừa khiến các fan bất ngờ khi tung một đoạn teaser cầm mic ôm đàn trong phòng thu trên kênh YouTube của mình. Đoạn teaser mở đầu bằng câu nghe bảo Thanh Huyền không thi Miss Grand là bởi vì. Đây có lẽ là câu trả lời của người đẹp trước hàng loạt lời đề nghị của hâm mộ trên kênh TikTok, Facebook hay Instagram với mong muốn cô dự thi Miss Grand Việt Nam năm 2022. Cô xuất hiện với trang phục gợi cảm, khoác áo lông, đeo găng tay đen cùng với đó là chiếc mic và cây đàn trong bối cảnh phòng thu. Khép lại đoạn teaser là chia sẻ úp mở của người đẹp. MC on the mic vì em thích. Trước đó, MC cũng nhá hàng hình ảnh bên một chú ngựa kèm trong trạng thái 20:10 ngày 19 tháng 7. First mini album. Điều này khiến các fan càng củng cố thêm niềm tin trước nghi án Thanh Nguyên lấn sân sang ca hát.